Thu xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay thì Hà Thu cùng Khẩu vị ngôi sao sẽ chào đón đến chương trình một nam diễn viên người mẫu điển trai. Xin giới thiệu diễn viên người mẫu Xuân Phúc. Chào anh, mời anh đến với phòng khách của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Em mời anh. Dạ ngồi luôn anh, được ngồi luôn. Dạ. Chào mừng anh Xuân Phúc đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Cuộc sống, gia đình, công việc, hôn nhân có gì vui chia sẻ với quý vị khán giả của chương trình Khẩu vị ngôi sao không anh? Khi mà Phúc bắt đầu lập gia đình ấy, thực sự là có rất là nhiều thay đổi. Vừa rồi thì có tin vui với gia đình đó là vợ Phúc đã có bầu rồi. Chúc mừng anh và bà xã. Ở nhà thì trước khi có em bé thì bà xã anh có hay nấu nướng trong gia đình không? Vợ anh thì cũng đi làm công sở. Dạ. Nhưng mà được cái là vợ anh cũng là một người rất là siêng năng, rất thích bếp núc. Cho nên là những cái thời gian rảnh ấy thì dành thời gian để nấu ăn. Mỗi khi mà Phúc đi làm xa ấy thì thực sự là rất là nhớ cơm nhà, nhớ cơm vợ nấu. Rất là khó chịu cho người và chỉ muốn là lao nhanh về nhà để có thể thưởng thức cơm vợ mình nấu. Wow, đằng sau một người đàn ông luôn có dấu chân của người phụ nữ đúng không anh? Rồi bây giờ hôm nay thì mình đổi vị chút đi, không có ăn cơm bà xã nấu nữa mà ăn những món ăn của Khẩu vị ngôi sao mời. Hôm nay anh đến thì Khẩu vị ngôi sao sẽ mời anh hai món ăn. Bây giờ anh muốn thưởng thức món gì anh order ra tờ giấy giúp Thu nha. Ok. Ok. Đã xong. Rồi. Chờ Thu giữ nha. Và hai món ăn này hôm nay sẽ được hai fan hâm mộ của anh đến đây vì yêu mến Xuân Phúc cho nên sẽ đến để trổ tài nấu nướng. Bây giờ chúng ta cùng mời hai bạn ra. Xin mời Kim Châu và Thu Mai. Chào hai bạn. Mời em. Xinh quá. Em giới thiệu một chút về mình nha. Xin chào chị Hà Thu và xin chào anh Xuân Phúc. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Em tên là Trần Thị Thu Mai, công việc hiện tại của em là chuyên viên trang điểm. Chuyên viên trang điểm, vậy là cũng có thể ngoài nấu nướng, cũng có thể trang điểm cho anh Xuân Phúc nữa đúng không? Rồi, mời em giới thiệu một chút xíu về mình nha. Dạ, em xin chào chị Hà Thu và anh Xuân Phúc. Em tên là Nguyễn Thị Hoàng Kim Châu, em đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Có tự nấu nướng cho mình không em? À, dạ có. Hôm nay hai bạn đến đây có tự tin là mình có thể nấu được các món ăn ngon cho anh Xuân Phúc không? Dạ có. Em sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức là được rồi ha. Rồi, trước khi đến với phần nấu nướng thì chúng ta đến với phần 1 của chương trình mang tên Khám phá Khẩu vị ngôi sao. Phần này sẽ có hai câu hỏi cùng một phần thử thách để lật mở ba từ khóa liên quan đến anh Xuân Phúc. Chúng ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên nha. Mời hai bạn cầm bảng lên. Câu hỏi là Tiền Giang có đặc sản khóm nào? A. Tân Phước, B. Khóm Tân Lộc và C. Khóm Tân Thọ. Thời gian bắt đầu. Ôi, hai bạn này có vẻ là rất là biết câu hỏi này hả? 3, 2, 1, hết giờ. Mời hai bạn đưa bảng ra. Tân Thọ là đáp án C. Còn đáp án của Mai là A. Đáp án là A, khóm Tân Phước. Tiền Giang nổi tiếng với đặc sản khóm Tân Phước. Sản phẩm của huyện Tân Phước, vùng nguyên liệu khóm lớn nhất tỉnh. Khá là khó nhưng mà Mai đã rất là giỏi và trả lời được đáp án này chính xác. Chúc mừng Mai. Bây giờ Mai mở một từ khóa ở trên màn hình, một từ khóa liên quan tới anh Xuân Phúc nha. Em nghĩ em sẽ mở ô số 2. Mời từ khóa số 2. Đắng cay ngọt bùi. Sao mà mở đầu mà đắng cay rồi anh? Trong món ăn thì chữ đắng cũng khá là ấn tượng với anh. Cái món ăn mà nó đắng, anh đã cố gắng để cảm nhận, cố gắng để ăn nó một cách rất là bình thường mà ăn không nổi. Và đó là những món liên quan đến khổ qua. Một lưu ý đó là tránh mấy cái vị đắng ra. Tại vì ngoài khổ qua thì anh không ăn được tất cả các vị đắng còn lại hay sao ạ? Đa số là như vậy. Thì chúng ta đến với câu hỏi số 2 nha. Câu hỏi số 2 là Mai vàng mùa nước nổi là hoa gì ở miền Tây? Mai vàng mùa nước nổi là hoa gì ta? 5 4 3 2 1. Mời hai bạn đưa bảng. Hoa điên điển, bông súng. Bông súng. Ở miền Tây thì chắc chắn là bông điên điển rồi. Điên điển là đáp án chính xác. Bông điên điển là sản vật đặc trưng vào mùa nước nổi ở miền Tây. Khoảng tháng 7 đến tháng 11 âm lịch hàng năm. Thường được ví như mai vàng mùa nước nổi. Bông có vị hơi nhẫn nhẹ, ngọt bùi, có thể nấu lẩu cá linh, canh chua cá linh, đổ bánh xèo, xào tép, muối chua. Làm được rất nhiều món đúng không? Với phần chiến thắng trong câu hỏi số 2 này thì Châu giúp Thu mở một từ khóa nha. Em xin phép chọn ô số 1. Từ khóa số 1,
Xin mời, buồn đến nao lòng. Anh ơi, mình chia sẻ từ khóa gì mà toàn là đắng cay với buồn đến nao lòng vậy anh? Thì đây là một cái món mà có thể nói là khắc tinh, còn hơn là khổ qua nữa. Dạ. Còn cái này là bởi vì cái món này mình bị dị ứng. À. Cứ mỗi lần ăn là sẽ bị nổi mề đay khắp người, rồi sẽ bị khan giọng, giống như kiểu là mình bị say tàu xe á. Món gì mà dữ vậy anh? Cảm giác nó... Đó là món riêu cua đồng. Riêu cua nấu canh rất là, đúng là rồi, ngon, rất đúng là không ngon. Anh? Bún riêu cũng rất là ngon. Nhưng mà anh thì không thể nào ăn được riêu cua đồng nha. Còn cua biển thì ăn thoải mái luôn, không vấn đề gì. À, nó chia ra hai loại khác nhau anh hả? Là cua đồng mới dị ứng. Đúng rồi. Ồ, anh cũng biết cái chọn cái loại để dị ứng quá ha. Có hai câu hỏi, hai bạn đang tạm hòa, tỷ số là 1-1. Thì chúng ta đến với một thử thách cuối cùng để phân định thắng thua nha. Mời các bạn đến với thử thách cuối cùng trong ít phút nữa. Vâng, thưa quý vị, thử thách của chúng ta là cởi thú nhún và đi dích dắt tới phần bên kia để lấy trái cây về. Trong 2 phút bạn nào mang được nhiều trái cây về rổ hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Nhớ là chúng ta phải đi zig zag cả đường đi và cả đường về. Hai bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Thu sẽ đứng đây để kiểm tra xem các bạn lấy đúng các loại trái cây không. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Một loại trái cây. Hai bạn đang ngang nhau nha, mình phải vượt lên đối thủ hay nha quá. Cố lên, cố lên. Trời ơi. Mình không có được chạm các cái chướng ngại vật này nha. Không, mình sẽ phạm quy nha. Cẩn thận, khéo léo nè. Trời này tối về ngủ ngon lắm ạ. Châu ơi, cố lên. Mai ơi, cố lên. Lấy loại nào cũng được, không cần chọn nè. Bé còn đứng chọn từng loại trái cây. Ấy là tao. Cẩn thận nha. Rồi, tiếp tục đi Mai ơi. Cố lên em. Mai ơi, cố lên. Châu ơi, cố lên. Rồi, chơi xong này lát là nấu ăn là ngon lắm đó. Châu ơi, nhanh lên. Châu ơi, cố lên. Bạn vượt rồi kìa. Cố gắng lên. Châu đã hình như gần kiệt sức. Như kiểu này là ở nhà ít thì tập thể dục. Cố lên. Tiếp tục nè. Tiếp tục, chậm tiếp tục. Chắc em ạ. Mình mệt, mình có thể nghỉ ở giữa đường. Cố lên, Châu ơi, Mai ơi, cố lên. Chúng ta chỉ còn 30 giây nữa thôi nè. Nhanh lên, Mai ơi, đừng nghỉ nữa, Mai ơi. Châu ơi, cố lên. Ở nhà hình như không có tập thể dục anh ạ. À. Thấy cái kiểu cảm thấy là những bước đi thật là nặng nề. 5 4 3 2 1 hết giờ. Xuất sắc, như vậy là quá xuất sắc rồi. Bây giờ chúng ta cùng kiểm kết quả nha. Ui, một chùm nhãn đã rơi ra ngoài của ai đây? Của Châu phải không? Bây giờ anh Phúc giúp Thu đếm các loại trái cây nha. Ok. Xem nè, mấy loại đây là của Mai nè. Của Mai chúng ta có một trái khế. Một chùm nho. 2. Có một trái mận. 3. Và một trái xoài. 4. 4 loại tất cả. Rồi, bây giờ của Châu. Rồi, mời anh. Trái mãng cầu. 1 quả. Trái ổi. 2 quả. Và một trái cà tím. Đúng rồi. Là 3 quả. Vậy là phần thắng đã nghiêng về bạn Thu Mai. Xin chúc mừng Thu Mai. Vậy là phần thử thách chiến thắng đã giúp cho Thu Mai có cơ hội mở từ khóa cuối cùng, đó là từ khóa số 3. Hương vị biển là những món hải sản đúng không anh? Chính xác. May quá, nãy giờ mới thấy một cái hương vị biển ngọt ngào và lãng mạn trong một người đàn ông rất thích đắng cay này. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với hai món ăn mà anh Xuân Phúc order ngày hôm nay nha. Món ăn đó là tôm càng xanh sốt trứng muối và sườn cốt lết. Sao tự nhiên thích ăn hải sản mà có sườn cốt lết ở đây nữa? Thì mình đi biển chỉ ăn được hải sản khoảng độ 1-2 ngày thôi. Đến ngày thứ 3 là mình thèm cơm nhà ngay rồi. À. Nên là anh rất là muốn là thử sườn cốt lết bay bà xã. Yes, bởi vì cái món này là cái món mà ở nhà bà xã anh rất hay nấu mà anh cũng bị ghiền cái món này á. Cho nên là hôm nay anh muốn thử đổi khẩu vị xem là
Hai bạn đây, cái cách chế biến của bạn như thế nào? Áp lực đấy. Bây giờ em thắng trong phần 1 của chương trình thì em sẽ có quyền chọn một trong hai món này. Nhưng mà món sườn cốt lết này hơi bị áp lực nha. Món nào càng khó em lại muốn chinh phục. Wow, vậy là em sẽ chọn món sườn cốt lết đúng không? Vậy là món tôm càng xanh sốt trứng muối sẽ thuộc về bạn Kim Châu. Kim Châu ơi, mình có thể nấu được món này không? Dạ, có. Rồi, bên cạnh đó thì từ khóa số 3 sẽ có một huy hiệu thần bếp. Thì Mai sẽ có quyền nhờ sự trợ giúp từ anh Xuân Phúc trong phần nấu nướng của mình. Bên cạnh đó nữa thì em sẽ được quyền được chọn gian bếp. Đó là chọn gian bếp trái hoặc gian bếp phải của chương trình. Em chọn bên phải. Chọn bên phải đúng không? Mỗi gian bếp sẽ có một vài thử thách nho nhỏ. Và chúng ta sẽ được bật mí ở phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với phần 2 của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ anh Xuân Phúc và Thu đang có mặt trong gian bếp của Khẩu vị ngôi sao với một vài đạo cụ rất dễ thương nhỉ. Bên bếp của Châu sẽ có một thử thách nho nhỏ, đó là phải vừa mặc áo mưa và vừa nấu ăn. Bên cạnh đó thì phải ngồi trên chiếc ghế này và chân không chạm đất. Rồi, mình vẫn nấu được đúng không? Dạ. Rồi, còn bên bếp của Mai thì em mang đòn gánh đi đâu vậy? Em đi nấu món ăn. À, vậy là em phải vừa giữ cái đòn gánh như thế này vừa nấu ăn nha. Làm được đúng không? Được chị. Bên cạnh đó thì sẽ có một vài nguyên liệu của chương trình, sẽ có một vài thử thách nho nhỏ dành cho anh Xuân Phúc để anh có thể hỗ trợ các bạn, mình chung vui với các bạn anh ha. Ủa, có đó hả? Có chứ, tại vì một số nguyên liệu đây phải có thử thách, không vượt qua thử thách được là các bạn không có nguyên liệu để nấu. Ví dụ như là món tôm càng xanh sẽ không có tôm. Anh ráng giúp các bạn nha. Ok, anh sẽ ráng. Rồi, bây giờ mời anh về phòng khách của chương trình để trả lại gian bếp cho hai bạn bắt đầu nấu nướng nè. Mời hai bạn. Anh Xuân Phúc ơi, ở nhà thì bà xã là đầu bếp chính rồi nè. Vậy có lúc nào anh trổ tài để nấu các món miền Bắc đãi bà xã không? À, có chứ. Anh sẽ trổ tài nấu cho vợ anh những cái món như là rau luộc này, rồi trứng hấp trứng này, luộc. Trứng chiên em. Trứng chiên. Chị Hà Thu ơi, em có huy hiệu đầu bếp á. Em muốn bỏ cái thử thách này được không ạ? Em có quyền, mời em. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chị Hà Thu và anh Xuân Phúc ơi, em muốn lấy thịt á, mà em có một thử thách nho nhỏ dành cho anh. Anh có thể giúp em được không ạ? Mời em. Đương nhiên là anh sẽ giúp em rồi. Anh hãy đi bằng cà khe và trên đầu đội một nón bảo hiểm, được gắn ly nước và mang đổ nước vào trong tô thủy tinh bên dưới bếp được không ạ? Ok em. Em cảm ơn anh trước. Ủa, cái này căng rồi nha. Rồi, bây giờ anh sẽ mang cà kheo, đội nón bảo hiểm, có một cái ly trên đầu. Hà Thu sẽ giúp anh múc nước vào ly đó. Trong 2 phút anh sẽ mang nước về phía đặt cái ly đằng kia. Rồi, bây giờ anh cúi thấp xuống, em sẽ đổ nước vô nha. Anh cẩn thận nha, tại vì cái nón này nó nghiêng tới trước á. Anh có muốn đầy không ạ? Em cứ đổ hết đi. Rồi, cái gì khéo tay thì em không có nha. Ừ. Rồi. Ok. Đầy rồi đúng không? Được rồi, anh đi cẩn thận nha. Ngã đuôi sau một chút xíu, tại vì cái này nó nghiêng về trước. Những bước đi đầu tiên rất là vững chãi. Em nói vững chãi là khéo cái anh té thịt á. Không, em thấy vững chãi đó. Em sẽ đợi anh ở vạch đích. Bình tĩnh thôi nha. Rồi, bây giờ căn khoảng cách này. Tới chút nữa anh, tới chút nữa nè. Khéo léo quá. Rồi, nghiêng hết mức có thể nè. Cúi xuống nè. Nửa à, cúi nửa à. Còn anh ơi. Rồi. Mời anh quay trở về. Muốn còng lưng quá anh ơi. Hơi đau lưng hả anh hả? Rồi, cúi thấp xuống nha. Rồi. Mời okay. Anh tiếp tục hành trình. Có vẻ lần hai này thuận lợi nhẹ nhàng hơn anh nhỉ? Quen rồi. Quen rồi, quen rồi. Biết bài rồi. Rồi. Cẩn thận nha anh, sát sát chút nữa nè. Sát chút nữa nè, tới chút nữa nè.
Wow. Yeah. Hết rồi anh. Hết rồi anh. Hết cho em. Hết rồi anh, hết rồi. Chúc mừng anh đã hoàn thành thử thách này một cách rất là dễ dàng. Mặc dù có cú té nhẹ ở phía cuối. Không nhẹ lắm đâu em. Dạ, mình quay về đây nha anh. Vậy là thử thách đầu tiên khá là nhẹ nhàng anh nhỉ? Nhẹ lắm em. Em thấy mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán của anh rồi. Anh ơi, em đang bị thiếu nguyên liệu á. Anh có thể lấy giúp em bằng cách là đi trên thảm gai. Di chuyển làm sao mà người không được lọt ra ngoài thảm và đem nguyên liệu đến giúp em được không ạ? Em cần nguyên liệu gì? Dạ tôm ạ. Em đang bị thiếu tôm. Thì rồi em cảm ơn anh ạ. Vậy là tôm để nấu món tôm càng xanh. Ok. Đây, tôm đây, anh sẽ di chuyển trên thảm gai. Không được ra ngoài thảm gai, làm sao để mang tôm về cho bạn Châu? Thử thách gì mà nó dễ quá trời. Dễ quá hả? Dễ quá. À, không, cái này không phải là dễ dàng đâu, là anh có chiến lược đó. Tôm của em đây. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Anh thấy không, chương trình rất là thử thách, rất là vui, nhẹ nhàng cho anh vận động cơ thể thôi, đâu có gì khó đâu đúng không? Anh hy vọng là hết rồi. Chưa hết đâu anh à. Anh Xuân Phúc ơi, anh có mệt không? Dạ có ạ. Tập thể dục thêm một xíu nữa nha. Ừ, anh cố. Anh giúp em tìm 5 gói gia vị trên sào bóng, dùng tay bóp bóng và mang các gói gia vị đến cho em được không ạ? 5 gói gia vị hả? Đúng rồi anh. Ở trên đây sẽ có một sào bóng bóng như thế này. Trong những chiếc bong bóng này sẽ có 5 gói gia vị. Anh sẽ làm bể sao để kiếm được 5 gói gia vị đó để đem về cho bạn Mai. Ok. Rồi, mời anh. À đây à. Em giữ cho gói đầu okay. Tiên. Bóng gì bóp hoài không bể luôn á. Yeah. Ôi anh hay vậy, anh có thể nhìn được gói gia vị ở trong hả? Đúng rồi em. Ôi. Yeah, ba gói rồi, còn hai gói nữa thôi, anh hay quá. Sao nhìn được hay vậy ta? Thôi anh tiếp tục đi. Cái này không phải chuyên môn của em. Không có, còn hai gói nữa nè anh. Đây. À đây. Ô, còn một gói. Còn một gói cuối cùng nữa. Đây rồi. Yeah, yeah. Đã đủ 5 gói gia vị. Yeah. Rồi bây giờ anh mang 5 gói gia vị về cho bạn nha. Đây. Gia vị của em. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Rồi lại một thử thách quá nhẹ nhàng với anh nữa. Em nghĩ là anh cần những cái thử thách nó cam go hơn. Chứ những cái thử thách này có vẻ quá đơn giản so với anh đúng không? Vẫn chưa đủ hả? Chưa, em nghĩ là thử thách tiếp theo là một cái thử thách phải nặng đô hơn mới đủ đô với anh. Dạ, anh Phúc ơi, anh có thể ghép một bức tranh hoàn chỉnh và đoán được đúng tên món ăn đó là gì giúp em. À, hi hi. Em cần nguyên liệu gì? Em đang cần trứng ạ. Trứng? Dạ. Bây giờ đến một cái này có vẻ... đó, phải cam go hơn mới được. Giúp bạn xếp những cái mảnh ghép này thành một bức tranh và đoán đúng tên của món ăn đó thì bạn sẽ có trứng để nấu cho món ăn của mình. Ok. Món này là món gì mà lá không vậy ta? Liên quan đến rau không? Anh có hình dung ra được món gì không? Anh đang đoán nó có thể nó là một món nộm. Nộm hả? Rồi anh tiếp tục xếp đi xem ra được. Em thấy toàn lá không à? Thế cũng có liên quan rồi đó. Gần ra bức tranh rồi nhưng mà mình vẫn chưa biết là món gì đúng không anh? Đúng rồi. Ồ, món này lạ quá. Ủa? Món này là món gì vậy trời? Món này là món lá cuốn một cái gì đó bên trong. Đúng rồi, lá này là... sao nhìn lúng giống... giống lá chanh vậy ta? Giống lá ổi á anh ha, giống lá chanh, lá ổi gì đó. Cái món này, món bánh gì đó hấp ở trên cái nồi hấp á. À, anh thấy cái nồi hấp ở dưới không? Tre đang ở dưới không? Rồi, rồi, bỏ bánh. Rồi. Đúng rồi, bỏ bánh lên hấp nhưng mà không biết là bánh gì nè. Anh có mường tượng tới một cái món gì mà anh đã từng gặp không? À, nếu anh nhớ không nhầm thì món này ở miền Tây mà khoảng mấy tháng trước anh có cùng vợ đi một tour miền Tây.
Nếu như anh nhớ không nhầm thì bánh này là bánh lá mơ. Bánh lá mơ là một đáp án chính xác. Trời, may quá. Hay quá, đã từng cùng vợ đi ngang qua đúng không anh? Món bánh lá mơ này là một món bánh đặc trưng của miền Tây sông nước, thường ăn với nước cốt dừa chắc trên một ít mè nữa. Xin chúc mừng anh đã hoàn thành thử thách này một cách trọn vẹn. Đó, anh thấy chưa, là những cái thử thách của chương trình quá là nhẹ nhàng so với anh. Em hy vọng là một lần anh quay trở lại để chương trình có thể tạo cho anh những thử thách cam go hơn. Ok, anh hy vọng là sẽ được quay trở lại và sẽ có được những cái thử thách nó khó hơn. Chứ thế này dễ quá. Xong cái rồi là nói có vẻ mạnh dạn ghê. Rồi bây giờ chúng ta đợi hai bạn hoàn thành hai món ăn để chúng ta thưởng thức, thì mời anh ra ngoài nghỉ ngơi một chút xíu nha. Ok, ra nghỉ thôi em. Anh Xuân Phúc ơi, với tất cả tình yêu thương và công sức của hai bạn thì đã hoàn thành hai món ăn đặt ở đây. Anh cảm thấy như thế nào? Thực là anh đang cảm thấy rất là thèm, bởi vì đang phải ăn theo chế độ mà kiêng rất là lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy mấy cái món này nhìn thèm quá. Còn chần chờ gì nữa, anh muốn thưởng thức món nào trước? Rồi, chắc là anh sẽ thử món sườn cốt lết trước đi. Nhìn hấp dẫn quá. Vàng vừa tới nhìn hấp dẫn. Cái miếng mỡ của nó nhìn cũng... Rồi, cho một chút xíu nước mắm ha. Đúng rồi. Anh sẽ thưởng thức cái món sườn cốt lết. Trong lúc anh thưởng thức thì Mai chia sẻ một chút về bí kíp nấu món sườn cốt lết này của mình nào. Sườn cốt lết mà chị muốn ngon mà mềm á, trước tiên chị phải rửa sạch. Mình dùng một cái vật gì cứng á, mình giã cho nó mềm đi. Mình ướp tầm khoảng 30 đến 40 phút thì mình chiên nó mới được thấm gia vị mà mới ngon. Ồ, cũng cả một công trình đấy chứ không phải là cứ rửa sạch chiên lên là được đúng không? Đúng rồi. Có vẻ là khá là thơm ngon cho nên anh ấy đang thưởng thức em ạ. Đạo. Cảm giác nhịn cơm bấy lâu nay và bây giờ được thưởng thức lại nó như thế nào anh? Nói chung là mình những kiểu tìm được chân ái trong một món cơm như thế này đúng không anh? Cái món sườn cốt lết anh ăn anh cảm nhận rất là vừa, không bị mặn quá mà nó có cái độ ngọt của nó nữa. Và miếng thịt thì cũng rất là mềm. Ăn miếng cơm tấm nữa thì tuyệt vời luôn đó. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp đến với món tôm càng xanh ha. Rồi, hấp dẫn quá. Anh ăn nè. Anh ăn thôi nhá. Dạ, em mời anh. Anh ăn đi anh. Ba cô gái đứng nhìn thôi, anh ăn đi tự nhiên không sao cả. Anh ăn thịt nhé. Dạ, Châu ơi, mình chia sẻ một chút về món ăn của mình để anh ấy ăn ngon miệng hơn nha. Món ăn này thì nếu mà mình muốn nấu ngon á thì bước đầu thì mình phải chiên bỏ dầu và tỏi vào á, mình đảo đều tay và lửa nhẹ để cho cái tỏi của mình nó sẽ vàng vừa đủ, không có bị khét. Thì xong đó là mình bỏ nước sốt vào và bỏ tôm vào. Trộn lại xong. Còn cái trứng muối này thì mình sẽ bỏ vào giai đoạn nào nhỉ? Dạ, cái trứng muối đó là mình sẽ bỏ vào ở bên ngoài để làm nước trộn trước. Xong rồi mình bỏ tỏi vào, mình xào tỏi. Xong rồi mình mới bỏ cái trứng muối đó vào. Xong rồi bỏ tôm vào. Với khẩu vị của anh nha, thì cái trứng muối này nó hơi bị ngọt. Mà nói chung là tôm rất ngon. Quan trọng vẫn là nguyên liệu chính là tôm đúng không anh? Nguyên liệu chính là tôm á. Có thể là bạn nấu theo kiểu miền Nam cho nên là em có bỏ đường vào đúng không? Dạ đúng rồi. Trời, nước suối mà cũng ngon nữa. Cuối cùng sau bao nhiêu phần vận động đúng không anh? Bây giờ cái gì cũng ngon hết á. Rồi, bây giờ trong hai món ăn này, anh phải tìm ra một món là chân ái của anh. Hai món này đều ngon, cho nên là anh sẽ chấm điểm là hai bạn bằng nhau. Bằng nhau rồi, nhưng mà anh yêu thích một món nào hơn chút xíu. Tại vì chương trình chỉ có một giải thưởng cho một bạn chiến thắng thôi. Nếu anh chấm đều nhau thì không có được. Và anh sẽ... Trời
chấm món sườn cốt lết. Sườn cốt lết là chân ái. Chúc mừng Thu Mai. Món sườn cốt lết đã mang lại chiến thắng cho Thu Mai trong chương trình ngày hôm nay. Rồi bây giờ mời anh Xuân Phúc và hai bạn mình ra phía trước để mình nhận một phần quà từ chương trình nha. Ok. Mời anh Xuân Phúc trao giải nhất đến cho bạn Thu Mai nha. Chúc mừng em. Cảm ơn anh ạ. Trời ơi, 5 triệu nào mà đi ăn cơm tấm sườn cốt lết là được. Không biết bao nhiêu dĩ đúng không em? Mai ơi, mình chia sẻ một chút cảm xúc khi nhận được giải thưởng và sự đánh giá cao từ anh Xuân Phúc ngày hôm nay nào. Em với bạn Châu nấu ăn cũng ngang nhau, sức lực ngang nhau. Nhưng mà do em may mắn hơn một xíu nên gia vị có một chút hợp khẩu vị với anh hơn, nên anh nhận được chiến thắng. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em hôm nay đã mang đến cho anh một khẩu vị mới khác với cơm nhà. Châu ơi, mình thấy thế nào nè? Cũng hơi buồn chút chút nhưng mà không sao, tại vì được lên đây để nấu cho anh Xuân Phúc ăn thì em cũng cảm thấy là vui rồi. Dạ. Vâng, Hà Thu cũng xin cảm ơn anh Xuân Phúc cũng như hai bạn đã dành thời gian đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.